Bán con cho gấu. Ngày xưa có một gia đình vô cùng nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chẳng còn cách nào khác, bố mẹ buộc lòng phải bán cô con gái bé bỏng của mình cho gấu trắng. Vợ chồng tôi nghèo quá, không còn cách nào khác, chúng tôi đành giao nó cho ngài, mong ngài hãy chăm sóc nó. Ông bà cứ yên tâm, về với tôi cô ấy sẽ được ăn ngon mặc đẹp, sống trong sung sướng. Con ơi, bố mẹ thật lòng không muốn điều này chút nào, nhưng vì nhà ta nghèo quá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con ở đây cũng chỉ mãi nghèo khổ vậy thôi. Chi bằng con hãy đi theo ngài gấu trắng đây, chỗ ngài ấy lúc nào cũng có cái ăn, cái mặc cho con. Nàng hãy ở đây, ta hứa sẽ ở bên nàng hàng đêm, nhưng với điều kiện là nàng tuyệt đối không được thắp đèn lên. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Vâng, thưa ngài. Từ đó trở đi, đêm nào gấu trắng cũng đến với cô gái, mặc dù rất tò mò, nhưng cô gái vẫn cố giữ theo đúng lời dặn của gấu trắng. Ta vốn là một hoàng tử, nhưng bị trúng bùa phép của mẹ kế. Bà ấy bắt ta phải cưới cô con gái riêng cũng độc ác như bà. Nhưng ta không chịu, nên bị nhốt ở đây dưới cái lốt của gấu trắng. Gấu trắng? À không, hoàng tử và lâu đài đã biến đâu mất rồi. Mình nhất định phải tìm gặp hoàng tử để giúp chàng hóa giải bùa phép mới được. Con chào cụ. Cụ có thể chỉ cho con biết tòa lâu đài của chàng hoàng tử gấu trắng ở đâu không ạ? Ta cho con thư này. Hãy cầm lấy và đi tìm người hàng xóm của ta. Có thể bà ấy biết hoàng tử của con đang ở đâu. Con cảm ơn cụ. Ta cho con thư này. Hãy cầm lấy và đến tìm Gió Nam nhờ giúp đỡ xem sao. Ta không biết. Nhưng ta có thể giúp con đi tìm Gió Bắc để hỏi. Gió Bắc đã đi khắp mọi nơi trên thế gian, hiểu biết nhiều, lại rất tốt bụng, nhất định sẽ giúp con tìm thấy hoàng tử của mình. Nào, hãy ngồi lên lưng ta, để ta đưa đến nhà Gió Bắc cho nhanh. Ta biết hoàng tử ở đâu, ta sẽ đưa con đi ngay. Mua quả táo vàng tôi bán cho. Quả táo quý hiếm chỉ mình tôi có. Tùy Tùng đâu? Mau gọi con bé bán táo vàng vào đây cho ta. Người có quả táo vàng ư? Ta muốn có được nó. Quả táo này vô cùng quý giá, nhưng nếu công chúa thực sự thích, tôi sẽ tặng cô, với điều kiện cô phải cho tôi gặp hoàng tử. Được rồi, ta sẽ có cách. Có gì đâu, để có được quả táo vàng kia ta chấp nhận, ngươi đừng hòng. Được thôi, ta đồng ý. Không lẽ chàng ấy bị đánh thuốc mê nên mới ngủ say đến thế? Tôi còn có thứ này quý giá hơn. Nếu công chúa thích, tôi sẽ tặng cô, với điều kiện cô cho tôi gặp hoàng tử một hôm nữa. Được, ta đồng ý. Nàng đây rồi. Ta biết nàng tìm ta, nên lần này ta đã tìm cách không bị trúng thuốc mê của cô ta. Thật tội nghiệp cho nàng. Ngàn dặm xa xôi tìm đến ta, nhưng... Ta xin lỗi, ngày mai ta không thể không cưới công chúa. Bởi bà mẹ kế độc ác đã uy hiếp ta rằng nếu không chấp thuận lấy con gái bà ta làm vợ, bà ta sẽ biến tất cả thần dân vương quốc này thành gấu trắng. Em phải làm gì mới có thể giúp chàng đây? Ngày mai cung điện có bữa tiệc lớn diễn ra để mừng đám cưới của ta và công chúa. Nhưng lúc đó, nàng tìm cách vào phòng cô ta lấy chiếc áo của ta. Trên áo có 3 giọt sáp rơi, nhưng chưa ai có thể giặt sạch được. Nếu nàng làm được điều đó, thì bùa phép sẽ không còn hiệu nghiệm. Chàng yên tâm, em sẽ làm được. Con cảm ơn thần gió. Cảm ơn nàng. Nhờ có nàng và có bà lão, người hàng xóm tốt bụng cùng với Gió Nam, Gió Bắc đã giúp đuổi mẹ con bà mẹ kế độc ác ra khỏi cung điện của ta. Thần dân của ta từ đây có thể yên ổn sinh sống bình yên. Sau khi giải được bùa phép, hoàng tử và cô gái dũng cảm
đã cùng nhau chung sống hạnh phúc bên nhau. Sự giúp đỡ đúng lúc. Tèo ơi, sáng rồi, dậy đi thôi. Cho con ngủ thêm chút nữa đi mẹ. Con có muốn dậy sớm ra vườn hái rau với mẹ không? Thế thì con sẽ dậy ngay đây. Mình đi luôn thôi mẹ. Con nhìn mẹ tưới rau rồi làm theo nhé. Vâng ạ. Con thấy không? Rau đang héo rũ, được tưới nước trở nên xanh tươi ngay. Mẹ ơi, nước hay quá mẹ nhỉ? Nước thật kỳ diệu. Đúng thế, nước giúp duy trì sự sống. Còn tưới nước là đã làm được một việc tốt đấy. Con ở nhà với bà ngoan nhé, mẹ đi làm đây. Con chào mẹ. Mình sẽ đi làm việc tốt. Nước thật là kỳ diệu. Nước là cội nguồn của cuộc sống. Hạt thóc sẽ nảy mầm thành cây lúa. Mình phải tưới nước cho hạt thóc mới được. Đây, thằng bé kia. Ôi trời ơi, thằng bé kia, dừng lại. Thóc ta phơi mấy đợt nắng mới được thế này. Sao cháu dám phá hoại thế? Còn cái nhà ai mà hư đốn thế chứ? Cháu. Sao lại phá hoại nhỉ? Mẹ bảo nước có công dụng thần kỳ mà. Mấy bông hoa này sẽ nhanh chóng tươi trở lại thôi. Nước có công dụng kỳ diệu mà. Sao nó không tươi lại nhỉ? Tèo đâu? Vào ăn cơm thôi. Còn đứng mãi ngoài đấy làm gì thế cháu? Dạ, cháu vào ngay đây. Tèo vào ăn cơm nhanh thôi. Để chiều còn mang con mèo mướp nhà mình sang nhà bác Bình nhờ bác ấy khám cho. Con mèo nhà mình bị sao thế hả bà? Nó cứ nằm ủ rũ thế kia từ sáng đến giờ. Bà lo quá. Trời ơi, nó đã ốm thì chứ. Tại sao cháu lại còn dội nước lên người nó hả? Cháu. Tèo ơi. Mẹ ơi. Kìa, sao thế con trai? Mẹ bảo tưới nước là một việc tốt. Thế mà con tưới nước bị bà cụ mắng đuổi. Tưới vào mèo thì mèo sợ quá chạy mất. Thế là sao ạ? Trời ơi, sao con... Mẹ thấy đấy, nước đâu có kỳ diệu như mẹ bảo. Con trai của mẹ à, đúng là nước có công dụng kỳ diệu, nhưng con phải biết sử dụng đúng chỗ. Thóc người ta đem phơi cho khô để mùa sau làm giống. Đến lúc thóc gần khô, con đổ nước thì sẽ hỏng hết cả. Còn con mèo nhà mình cũng giống như các con mèo khác đều rất sợ nước. Nên khi con đổ nước, sẽ không làm nó khỏi ốm, mà chỉ làm chúng hoảng sợ. Còn cây hồng leo nữa mẹ ơi, lúc nãy con tưới nước vào chẳng thấy nó tươi tốt lên gì cả mẹ ạ. À. Hoa hồng cũng như rau, con chỉ nên tưới vào buổi sáng và buổi chiều sau khi mặt trời lặn. Tuyệt đối không được tưới vào buổi trưa, vì lúc đó đất đang nóng, sẽ hạ nhiệt đột ngột, khiến cây không chịu được và chết. Con có tinh thần muốn giúp đỡ mọi người là rất tốt, nhưng sự nhiệt tình phải thực hiện đúng cách và đúng lúc con ạ. Vâng, con hiểu rồi mẹ ạ. À. Thì ra là vậy. Lấy cái chết trân vua. Hoàng thượng vạn tuế. Các khanh bình thân. Buổi chầu hôm nay, các khanh ai có việc gì cần bẩm báo không? Dạ, bẩm hoàng thượng. Trận mưa lớn vừa qua làm cho cả ba vùng Đông Bắc bị lũ lụt. Thần mạo muội xin hoàng thượng sớm phát dẫn cứu đói dân nghèo, ra chiếu miễn thuế để mọi người phấn khởi, sớm trồng lúa trở lại sau khi nước rút. Muôn tâu hoàng thượng, hiện nay ngân khố của triều đình đã cạn, triều đình đang gặp khó khăn, không thể miễn thuế cho dân được. Hơn nữa, sắp đến lễ mừng thọ của Thái hậu, triều đình sẽ cần rất nhiều ngân lượng. Thưa quan thượng thư Lý Sào, đại nhân nói vậy tôi e vô tâm quá. Nếu triều đình không có biện pháp, thì sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Ta là quan thượng thư, không phải chỉ quan tâm đến nỗi dân tình tổng trấn của nhà ông. Chuyện lũ lụt thì năm nào chẳng có.
Dạ, bẩm hoàng thượng, thần thiết nghĩ lễ mừng thọ của Thái hậu năm nào cũng có thể tổ chức nhỏ một chút để trích ra ít ngân lượng cứu đói dân nghèo, cũng là một cách để Thái hậu làm việc thiện, sống lâu trăm tuổi. Láo, ngươi lại dám coi thường lễ mừng thọ của mẫu hậu ta không bằng lũ dân đen sao? Quan thượng thư Lý Sào nói có lý, ta giao chuyện này cho khanh toàn quyền xử lý, ta bãi chức tổng trấn Hưng Hà xuống làm thường dân. Muôn tâu hoàng thượng, mong hoàng thượng suy xét lại. Tổng trấn Hưng Hà xưa nay nổi tiếng là phụ mẫu của dân, xét về công lao còn chưa được xem xét ban thưởng, nay vì câu lỡ lời mà bị giáng chức, e bá quan văn võ sẽ không phục. Tể tướng, ta không hiểu tại sao khanh lại có thể nói những lời can ngăn coi thường ta như vậy được. Nể tình khanh xưa là lão sư của ta nên bấy lâu ta vẫn ưu ái, nhưng này thì không được. Bẩm, mong hoàng thượng suy xét lại. Tổng trấn Hưng Hà bay đâu? Lôi quan tể tướng ra ngoài đánh 10 roi cho ta. Không còn việc gì nữa, bãi triều. Dạ, bẩm hoàng thượng, đây là bức tượng ngựa bằng ngọc lục bảo quý hiếm, có 102. Thần phải cất công cho người đi khắp các nơi tìm kiếm, coi như chút tấm lòng nhỏ bé của thần gửi tới Thái hậu. Tâu hoàng thượng, quan tể tướng có việc xin gặp. Hừ, lão già lắm chuyện, lại chuyện tổng trấn Hưng Hà đây mà. Dạ, thưa tể tướng, hoàng thượng dặn rằng không tiếp bất cứ đại thần nào. Vậy ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào hoàng thượng cho diện kiến. Sao ngài lại phải khổ thế? Để tôi đưa ngài về, rồi hôm khác lại xin ý kiến hoàng thượng sao? Người bẩm lại với hoàng thượng, nếu ngài quyết không phát chẩn cứu đói dân nghèo và bãi chức với tổng trấn Hưng Hà, thì ta cũng xin từ quan. Một thời gian sau. Hoàng thượng vạn tuế! Sao các người không tổ chức tang lễ trang trọng cho tể tướng mà vẫn còn để thế này? Dạ, bẩm hoàng thượng, trước khi nhắm mắt, cha thần có dặn rằng ông là người mang tội lớn, lúc chết phải để thi hài ngoài cửa, không được làm đủ lễ. Tể tướng cả nghĩ quá, ta đã miễn tội cho ông rồi, tại sao còn tự trừng phạt mình như vậy? Hoàng thượng, cái tội cha thần nói tới không phải tội với vua mà còn tội với nước. Ông nói rằng là tể tướng của một nước mà để nhân dân lầm than, thấy người hiền tài mà không bảo vệ được, thấy kẻ nịnh thần bạo ngược che mắt minh quân mà không can gián nổi vua. Tất cả là lỗi của ta. Quan tể tướng quả thật là bậc đại trung, ta thật có lỗi với khanh. Ta sẽ không để cho sự hy sinh của khanh trở nên vô ích. Các ngươi mau rước quan tể tướng vào khâm liệm và tổ chức quốc tang cho đàng hoàng đúng nghi lễ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!